Xin chào các bạn, chào Thủy Family Way gần Việt Đàn. Giờ thì có việc phải đi ra ngoài nè các bạn. Bây giờ bắt đầu đi ra ngoài. Thủy phải lùi xe lại. Lùi xe múc múc. Lấy bằng lái xe cho nên là thì phải lái một thời gian xong thì mới ấy con đi chơi được, chở con đi được, có việc cho nên bữa nay thì phải đi ngân hàng và đi mua một chút đồ cho gia đình đó các bạn. Thì lấy xe chạy đi, nói chung mà có bằng lái rồi thì nó dễ ha, rất là ok. Để thì chỉnh cái thời gian nữa chắc thì phải kiếm việc làm ở nhà, chán quá. Mà các bạn biết không, tại vì thì không có đi làm á, là tại vì lấy lì còn nhỏ quá các bạn. Bây giờ mình đi làm mà làm bán thời gian á thì mình phải gửi lấy lì, phải gửi con, cho nên gửi con mắc quá, với là thời gian nó không có nhiều quá, cho nên là đi làm cũng mấy lắm các bạn, không có được. Cho nên là thì Quỳnh Trường TV mới có tiền, mới có tiền các bạn ơi, chứ không thì không có tiền đâu, ít lắm. Trời ơi, giờ lái xe mà gặp nguyên con nai đứng đây, để thì quay qua coi các bạn coi nè, mấy chú nai đứng cản đường. Thank you.
biết sử dụng camera trên xe vậy nè các bạn, cho nên là chỉ không có biết quay ra ngoài như thế nào. Sướng không sao bây giờ thấy là quá là cực rồi.